Chào thể anh em, hôm nay mình lại quay trở lại để giới thiệu với anh em một sản phẩm mới. Đây là chiếc AirPods của Sicari. Đây là một chiếc bot khá là mới về hôm nay. Thì mình sẽ đánh giá nhanh chi tiết về cái sản phẩm này để cho anh em và hướng dẫn cho anh em cách sử dụng sản phẩm. Đây là bao bì bên ngoài. Màu sắc của nó đây, CD check. Nói chung là mấy cái này thì mình cũng chẳng phải nói nữa, tại vì các lần trước mình đã nói rồi, mình muốn vào chi tiết nhanh sản phẩm luôn để cho anh em đỡ phải chờ đợi. Mình sẽ review qua màu đen anh em nhé. Đây là phía trong bộ sản phẩm, khá là đẹp luôn anh em. Và nhìn bộ sản phẩm này mình lại liên tưởng đến giống con EQOS. Nhưng mà con này thì mình đã dùng qua và mình thấy nó khá là ok luôn. Và mình khuyến cáo nhá, con này là không dùng cho các bạn thích nhiều khói, chỉ dành cho những bác lớn tuổi để thay thế thuốc lá thôi. Thì bây giờ chi tiết sản phẩm như nào thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng trực tiếp cho đây luôn. Wow, khá là đẹp anh em ạ. Gồm có một hộp mà mình nói là hộp pin sạc đi, cái hộp sạc của nó để anh em lúc mà anh em bỏ được AirPods vào anh em sạc. Đây, khá là nhạy luôn, mở ra mở vào gồm một cái này, một AirPods, mấy cái này thì không ấy rồi, hai cái đầu bot đi kèm theo trong hộp. Thì cái dung tích của cái hộp cái bot ngoài này là 0.8 mm, sử dụng coi bông, điện trở là 2 ohm, anh em chú ý nhá. Còn đây là phía trong hộp thì tất cả những cái sản phẩm nhà sản xuất đưa ra thì vẫn là thế, nhưng mà cái sản phẩm này có một cái rất là hay. Tại vì tí mình sẽ nói sau và nói tiếp đến những cái bước tiếp sau anh em. Một hộp chiết để anh em bơm tinh dầu. Một cái dây sạc này rồi, cái này hầu như máy nào cũng có kèm theo rồi, không phải nói nữa. Về cách sử dụng của nó, à khoan đã, mình đã nói cái hộp để sạc pin này nó có dung lượng là 2002, đây ở phía dưới 2002 mAh, đúng 2002 mAh ở phía dưới đít. Sơn tĩnh điện khá là êm, cầm mềm mại, chắc tay luôn. Cái con mình đang dùng là cái con màu đỏ đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng. Đây là cái AirPods của nó, bên nhỏ bên trong lúc anh em chúng mình sử dụng ấy. Đây là cái bot mới nhá, mình sẽ sử dụng bot mới luôn. Thì thằng nào hướng dẫn cho mọi người thì phải hướng dẫn cái bot mới chứ không thể làm cái cũ được. Đây là chiếc bot của nó. Em nhìn rõ. Đây, dưới đây có hai cái này, tí mình sẽ nói rất là hay luôn. Đây là cái phần để anh em cho vào đầu để lúc nó gắn vào đấy. Thì đây, ở phía cái bot này nó có một cái lẩy em này. Đấy, cái lẩy đây. Em cố gắng làm sao để đưa cái lẩy này vào trong cái khung này một cách gọi là tuyệt đối nhá, chứ không thể mà mình cứ vặn, cái này không phải vặn, cái này là đẩy xuống. Đây, chỉ cần anh em đưa đúng lẩy của nó thì anh em đẩy xuống phát là được luôn. Đây, nó nghe kêu tiếng tách đấy. Và khi anh em đẩy vào cái lẩy này thì cái đèn này sẽ sáng, có nghĩa là báo đã nhận em nhá. Còn cách sử dụng như này, ở phía trên cái đầu bot này nó có một cái miếng cao su,
thì nếu như anh em nào có cái này ở nhà thì anh em sử dụng cái này, bỏ vào đây, đẩy ra thôi. Đấy, kéo ra thì nó ra một miếng cao su như này. Còn nếu anh em không có, đây thì mình lắp lại. Nếu như anh em không có cái lẩy cái như của mình ấy, thì anh em có một cái đầu mà anh em nó cho cái hộp chiết này, anh em bỏ vào trong này. Đây, đặt nghiêng ra, kéo ra, nó sẽ ra thôi. Đấy, em chú ý cái này nhá, cố gắng đừng vứt cái này đi, cái này sử dụng rất là tốt luôn. Đây, kéo ra, rất là dễ. Còn cách bơm tinh dầu, đây. Thì anh em nên chiết sang chai chiết. Ôi, mình có cái chai chiết nãy rồi, để mình lấy cái chai chiết đi, để cái chai chiết này tí sau. Đây, cái chai chiết này có cái măng kim rất là dễ luôn. Ở phía trong này anh em có thể nhìn thấy này, ở phía giữa anh em không nên bơm nhá, anh em nên bơm vào hai bên đây, bên này, hai bên này, thấy không? Để mình zoom đi xem. Đấy, thì anh em cắm vào, cắm vào phía bên này, anh em sẽ bơm. Đấy, tinh dầu nó sẽ chảy vào. Ok, xong rồi anh em sẽ đẩy cái răng cao su vào. Đây, cái răng cao su nó có hai cái lỗ hai bên đây, thì anh em cứ căn đúng cái lỗ đấy anh em đâm vào thôi. Ok, như thế là xong. Và bước cuối cùng anh em phải giật cái này, giật cái này để nó bay, để nó xuống hẳn phía chân coi này. Đây, mình sẽ giật này, em thấy không, tinh dầu sẽ chảy xuống này. Đấy, thiết kế rất là hay luôn. Những con bot khác thì anh em sẽ châm bên này, nhưng con này châm trên xuống. Cái này nó cũng chẳng quan trọng đâu. Nếu thích thì em có thể cắt đi, không thích thì để lại vẫn được, vẫn ok. Đấy, sau khi anh em ấy xong thì hãy tìm như cái điểm lúc đầu mình nói là nó có một cái điểm khớp hai bên này. Em để chuẩn vào trong này, đấy. Đây, bấm thật nhẹ. Nó sẽ kêu cái tạch. Là có nghĩa là mình đã đưa đúng vào rồi. Và nó cho anh em nó cho anh em cái này để anh em vặn nhìn rất là đẹp luôn. Cái này có một cái hay nữa là để kiểm tra tinh dầu. Đây, vặn ra mình sẽ kiểm tra được liệu tinh dầu mình hút đã gần hết chưa. Ở phần này thì sẽ anh em để biết mà anh em còn đổ tinh dầu vào để tránh bị cháy và bị hỏng cái đầu này đi. Đây, xong anh em bơm vào, em sẽ lại vặn lại. Khi anh em sử dụng nên bơm, khi bơm tinh dầu vào anh em cố gắng nên để khoảng tầm 2 đến 3 phút đi cho nó ngấm bông, ngấm coi, hút nó sẽ đậm và sẽ ngon hơn. Nói về hộp máy, thôi mình lấy hộp của mình đi, cái hộp của mình đang sạc đây. Thì đây là cái phần sạc anh em này, đây là phần pin sạc này. Đây, như mình đang sạc đây, pin nó sẽ nhảy từng nấc một. Đây, 4 vạch, bấm vào đây, bấm 3 lần là nó sẽ tắt đi, nó không sạc nữa. Có anh em muốn sạc sẽ bấm 3 lần. Đấy, đèn nó sẽ báo đây, có nghĩa là cục pin đang đầy. Dung lượng của nó 2200 em nhá. Mà dùng đây, nếu anh em muốn sử dụng. Thứ nhất, đánh giá con này mình thấy hút khá là bí luôn, bí kỳ luôn, vị nó lên một cách gọi là trong vắt luôn, nhẹ nhàng, êm. Và anh em nào muốn sử dụng con này một cách ngon nhất ấy, thì hiện tại mình đã sử dụng thì mình cảm thấy là hút dinner là ok nhất. Mình đang hút dinner, cái vị nó lên khá là êm, nhẹ, thanh, không phải vị bị ngọt quá, không bị ấy quá, lạnh quá. Hút nói chung là phù hợp với những bác nào mà muốn thay thế thuốc lá. Rất là sang trọng, hộp đựng bọc khá là kín, hợp vệ sinh. Cái lẩy của nó làm rất là tốt anh em ạ. Đấy, thì mình đã đánh giá nhanh cái sản phẩm này cho anh em. Thì
em là có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn mọi người ở lần sau.